tham gia cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INTAC lần thứ 16 vào cuối tháng 5 vừa qua tại Ba Lan, có trên 30 quốc gia. Đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương. Đặc biệt, hai học sinh mang về một trong 3 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam lần này không đến từ các thành viên trong đội tuyển là học sinh trường chuyên, mà từ ngôi trường có trên 95% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An. Đi đến với cuộc thi này thì đoàn Việt Nam có 4 đề tài. Các cái đề tài đó là các cái học sinh ở các cái trường chuyên của Hà Nội này, với Hải Phòng. Thì trường của ta là một trong những trường mà rất là đặc biệt, các em là dân tộc thiểu số. Cái sự không giao lưu học hỏi có thể là làm cho các em nhanh nhạy như các em học sinh trường ngoài. Tuy nhiên là thấy rất là bất ngờ khi mà chính học sinh của mình lại thể hiện xuất sắc với cái đề tài mà thầy trò đã làm từ đầu năm. Cái thời khắc mà em có thể giờ lên được lá cờ Việt Nam của dân tộc mình tỏa sáng ở trên sân khấu ấy cũng là chính cái giây phút mà em có thể hạnh diện nhất. Cảm xúc em lúc đó vui, đề tài đó của thầy trò đó là đã có một sự cố gắng cực kỳ lớn và nó đã được đền đáp. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phan Văn Thuận, với đam mê vật lý và khả năng tiếng Anh của Vi Lương Mai, Trần Công Triển, đề tài xác định hệ số nhất của chất lỏng bằng phương pháp phân tích chuyển động Brown của các hạt kích thước micromet trong kìm quang học của ba thầy trò đã vượt lên gần 500 sản phẩm để giành vị trí cao nhất của cuộc thi. Đặc biệt hơn với phần báo cáo đề tài tự tin trước hội đồng giám khảo, Vi Lương Mai đã đạt được giải thưởng đặc biệt cho phần thuyết trình bằng tiếng Anh, một kết quả bất ngờ thầy trò nhà trường cũng không dám nghĩ đến. Lúc đó thì em hơi thấy thiếu tự tin bởi vì các bạn rất là giỏi, giao tiếp rất là lưu loát. Và những ý đang như thế các bạn như thế, em rất ngưỡng mộ. Và em nghĩ là mình cũng nên cố gắng để có thể tự tin được như các bạn như thế. Trước đó một tháng, trong kỳ thi Olympic Toán Quốc tế TIMO, cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh tại Thái Lan, cả 10 học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An dự thi đều đạt giải. Đặc biệt trong 9 huy chương bạc các em đạt được có tấm huy chương bạc của Nguyễn La Vina, cô học trò người dân tộc Đan Lai lớp 10A1. Để nâng cao cái chất lượng học tiếng Anh cho học sinh, nhà trường cũng mạnh dạn cho học sinh tham gia các cái cuộc thi quốc tế, quốc gia, khu vực. Vì nghĩ là ban đầu thì để cho học sinh kiểu trải nghiệm á, vì là cái chất lượng đầu vào môn tiếng Anh của học sinh thấp. Và cũng không nghĩ rằng là các em đã nỗ lực và giành được cái kết quả cao như vậy. Điều đó cũng khẳng định rằng là nếu như giáo viên nhà trường có cái giải pháp, có cái sự dày công, dạy dỗ và học sinh có cái quyết tâm thì không có gì là không làm được. Mục tiêu nhà trường cho các em học sinh tham gia các cuộc thi, các sân chơi khu vực quốc tế là để những học trò dân tộc thiểu số được giao lưu học hỏi về các môn học tự nhiên, nhất là tiếng Anh. Thành tích mà Lương Mai, Vina và các học trò nhà trường đạt được là quả ngọt đầu mùa để những học trò dân tộc thiểu số vùng cao tự tin từ bản làng bước ra thế giới.